Kính chào quý vị đến với bản tin ngày 4 tháng 11 hôm nay. Mời quý vị theo dõi một số tin tức sau đây. Ontario công bố tiêm vaccine COVID-19 tăng cường cho tất cả mọi người từ 12 tuổi trở lên, những người từ 70 tuổi trở lên đủ điều kiện trong tuần này. Thủ hiến Ford sẽ không áp đặt quy định vaccine COVID-19 cho nhân viên chăm sóc sức khỏe của Ontario. Quebec đi ngược lại quyết định trước đó không bắt buộc nhân viên y tế tiêm chủng. Người Alberta bị đau tìm nơi khác để điều trị vì các ca phẫu thuật chậm trễ do Covid làm tăng thời gian chờ đợi. Bộ Y tế Canada đánh giá thuốc phòng ngừa COVID-19 của AstraZeneca. Người dân ở Saskatchewan trả tiền cho những người khác để tiêm phòng gian lận dưới danh nghĩa của họ. Ngân hàng Trung ương Canada bắt đầu đánh giá tác động của khí hậu đối với nền kinh tế Canada. Mức lương tối thiểu ở PEI tăng lên 13,70 đô la, đánh dấu bước nhảy vọt lớn nhất trong ít nhất 6 năm. Người dân BC bị lừa hàng triệu đô la để tìm kiếm tình yêu, tình bạn trên mạng. Đây là cách những kẻ lừa đảo dụ dỗ người dân như thế nào? Trung Quốc kêu gọi người dân tích trữ đồ dùng cơ bản trong trường hợp khẩn cấp. WHO phê duyệt vaccine COVID-19 do Ấn Độ sản xuất và sẽ được sử dụng trong vài tháng tới. Việt Nam và Canada tìm cách nhanh chóng công nhận hộ chiếu vaccine. Mỹ trở thành nhà cung cấp nông sản lớn nhất của Việt Nam. Tổng thống Biden từ chối bị đổ lỗi cho thất bại trong cuộc bầu cử gây sốc ở Virginia. Tuấn Liêm và Hoàng Anh xin kính chào quý vị và cảm ơn quý vị tới đây để theo dõi bản tin của Culture Channel do tạp chí Culture Magazine thực hiện. Để ủng hộ cho chương trình này, xin quý vị hãy bấm like, comment và share để giới thiệu cho nhiều người cùng xem. Xin cảm ơn quý vị. Và sau đây, Hoàng Anh sẽ mở đầu với bản tin chi tiết. Tỉnh Ontario công bố tiêm vaccine COVID-19 tăng cường cho tất cả mọi người từ 12 tuổi trở lên. Những người từ 70 tuổi trở lên đủ điều kiện trong tuần này. Tỉnh Ontario có kế hoạch tiêm các liều vaccine COVID-19 tăng cường cho tất cả người dân, các quan chức cho biết hôm thứ Tư. Các nhóm ưu tiên tiếp theo có thể bắt đầu đặt lịch hẹn bắt đầu từ tuần này. Các nhóm này đại diện cho khoảng 2,75 triệu người, có thể bắt đầu đặt lịch hẹn lúc 8 giờ sáng theo giờ Eastern vào thứ Bảy ngày 6 tháng 11. Các nhóm đủ điều kiện ngay lập tức bao gồm người dân Ontario từ 70 tuổi trở lên, cũng như những người có nguy cơ suy giảm khả năng miễn dịch cao vào khoảng 6 tháng sau liều thứ hai và cũng dễ bị bệnh nặng hơn do COVID-19. Nhân viên chăm sóc sức khỏe và những người chăm sóc thiết yếu được chỉ định trong các cơ sở tập trung. Những người dân Ontario mà đã nhận hai liều vaccine AstraZeneca hoặc những người đã nhận một mũi vaccine Janssen của Johnson & Johnson ở những nước khác. Cũng như người dân bản địa First Nations, người Inuit và Métis và các thành viên không phải là người dân bản địa sống trong cùng hộ gia đình của họ. Các quan chức cho biết tỉnh đã chọn các nhóm trên dựa trên các khuyến nghị do Ủy ban Tư vấn Quốc gia về tiêm chủng là cơ quan NACI đưa ra vào tuần trước. Phát biểu với các phóng viên vào hôm thứ Tư, Giám đốc Y tế của tỉnh là Tiến sĩ Karen Moore cho biết COVID-19 rất có thể sẽ trở thành một loại virus mùa đông hàng năm. Khoảng 1/4 người dân Ontario vẫn chưa được tiêm chủng đầy đủ phòng chống COVID-19. Con số này bao gồm cả trẻ em dưới 11 tuổi hiện không đủ điều kiện để tiêm vaccine. Tiến sĩ Moore thừa nhận rằng mũi tiêm tăng cường dành cho toàn bộ người dân không nằm trong khuyến nghị của cơ quan NACI. Tuy nhiên, ông cho biết Ontario muốn báo hiệu rằng liều tiêm tăng cường thứ ba sẽ là một phần của chiến lược của tỉnh. Ông cảnh báo mọi người đừng bao giờ đánh giá thấp loại virus này và cho biết các liều vaccine bổ sung sẽ không nằm ngoài khả năng nếu virus tiếp tục biến đổi. Ông cho biết chiến lược hiện tại có hiệu quả chống lại biến thể Delta cực kỳ dễ lây lan của coronavirus, nhưng nói rằng loại virus này đang muốn đột biến. Tiêm mũi tăng cường ở đâu? Những người dân Ontario đủ điều kiện sẽ có thể đặt lịch hẹn thông qua cổng thông tin vaccine của tỉnh hoặc thông qua các đơn vị y tế công cộng vẫn đang sử dụng hệ thống của riêng họ. Các hiệu thuốc được chọn cũng sẽ tham gia vào chiến dịch tăng cường này. Những người chăm sóc chính, tức là các bác sĩ gia đình, cũng dự kiến sẽ được tiêm mũi tiêm tăng cường. Nhưng các quan chức nói rằng, những người đủ điều kiện sẽ không thể đặt lịch hẹn trực tiếp thông qua bác sĩ gia đình của họ. Các quan chức cho biết các nhân viên chăm sóc sức khỏe làm việc trong môi trường bệnh viện nên thông qua mạng lưới bệnh viện tương ứng của họ để đặt lịch hẹn.
tỉnh không nghĩ chiến dịch tiêm tăng cường sẽ lại bị cản trở bởi những hạn chế về nguồn cung cấp vaccine. Ngoài các khuyến nghị gần đây nhất của cơ quan NACI, các quan chức cho biết tỉnh Ontario cũng đang có kế hoạch bắt đầu mở rộng điều kiện cho mũi tiêm tăng cường cho tất cả những người từ 12 tuổi trở lên vào đầu năm 2022. Việc mở rộng này sẽ dựa trên độ tuổi và nguy cơ tương đối, và thời gian cụ thể sẽ khác nhau giữa các đơn vị y tế công cộng. Tỉnh vẫn đang chờ hướng dẫn lâm sàng về khoảng thời gian cụ thể giữa các mũi tiêm thứ hai và thứ ba cho những người thuộc nhóm này, nhưng có thể sẽ rơi vào phạm vi từ 6 đến 8 tháng. Mũi tiêm tăng cường là không bắt buộc. Liều vaccine tăng cường sẽ được khuyến khích nhưng không bắt buộc. Những người Ontario đã tiêm 2 mũi vaccine COVID-19 và chọn không tiêm lần nữa sẽ vẫn được coi là đã được chủng ngừa đầy đủ. Theo các quan chức y tế, hai liều tiếp tục cung cấp sự bảo vệ mạnh mẽ và kéo dài chống lại COVID-19. Các quan chức cũng cho biết, trong khi cần thêm dữ liệu, nghiên cứu sơ bộ chỉ ra hiệu quả của vaccine mRNA giảm khoảng 10% sau khoảng 6 tháng ở hầu hết người lớn. Họ cho biết hiệu quả trung bình sau liều thứ hai là khoảng 85%. Tỉnh Ontario đã cho phép tiêm mũi vaccine thứ ba cho khoảng 250.000 người thuộc một nhóm nguy cơ cao, bao gồm những người được chăm sóc dài hạn, những người được cấy ghép tạng, một số bệnh nhân ung thư và những người đang điều trị bằng các loại thuốc cụ thể có thể dẫn đến ức chế miễn dịch. Khoảng 65% trong số họ, hoặc khoảng 161.000 người đã tiêm mũi thứ ba. Tỉnh Ontario trong hôm nay cũng thông báo sẽ không đặt quy định vaccine COVID-19 cho nhân viên chăm sóc sức khỏe của tỉnh. Thủ hiến Doug Ford cho biết tỉnh Ontario sẽ không bắt buộc tiêm vaccine COVID-19 đối với những người làm việc trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe. Ông cho rằng áp đặt lệnh tiêm vaccine có thể gây ra nguy hiểm cho việc chăm sóc bệnh nhân trong tỉnh. Thủ hiến Ford cho biết tác động của việc hàng chục ngàn nhân viên chăm sóc sức khỏe nghỉ việc là nghiêm trọng hơn so với số lượng nhỏ các ổ dịch hiện tại tại các bệnh viện của Ontario. Thủ hiến Ford cho biết các bệnh viện có các biện pháp kiểm soát bùng phát đủ mạnh ngay tại đó. Ngay cả khi COVID-19 lây lan tại các cơ sở của họ thì cũng rất ít tác động đến việc chăm sóc bệnh nhân. Một số bệnh viện, bao gồm cả mạng lưới University Health Network của Toronto, đã áp dụng các chính sách tiêm chủng bắt buộc. Trong một tweet, tiến sĩ Michael Warner, một bác sĩ phòng chăm sóc đặc biệt ICU tại bệnh viện Michael Garron ở Toronto, cho biết không có lý nào lại cho phép những nhân viên chưa được tiêm chủng tiếp xúc với bệnh nhân. Ông nói, chúng ta cần một chính sách tiêm chủng bắt buộc, phổ cập cho tất cả các bệnh viện và nhà chăm sóc dài hạn ở tỉnh Ontario. Đó là điều an toàn nhất cho bệnh nhân. Trong cùng ngày, tỉnh Quebec cũng công bố đi ngược lại quyết định trước đó, không bắt buộc nhân viên y tế tiêm chủng. Các nhân viên chăm sóc sức khỏe của tỉnh Quebec sẽ không còn phải tiêm chủng đầy đủ để làm việc trong hệ thống y tế, chính phủ công bố vào hôm thứ Tư. Tại một cuộc họp báo, Bộ trưởng Y tế Quebec là ông Christian Dubé thông báo rằng tỉnh đang chuyển từ chiến lược tiêm chủng bắt buộc sang một trong những xét nghiệm bắt buộc đối với những nhân viên chưa được tiêm chủng. Tuy nhiên, nhân viên mới sẽ được yêu cầu phải tiêm chủng đầy đủ. Tất cả nhân viên chăm sóc sức khỏe chưa được tiêm phòng sẽ không đủ điều kiện nhận tiền thưởng. Bộ trưởng Dubé cho biết, trong số 14.000 nhân viên y tế chưa được tiêm chủng, có 5.000 người có khả năng tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân. Ông cho biết 97% nhân viên chăm sóc sức khỏe tích cực đã nhận được ít nhất một liều vaccine. Giám đốc Y tế Công cộng Quebec là tiến sĩ Horacio Aruda cho biết, quan chức sức khỏe cộng đồng đã đi đến quyết định này sau khi cân nhắc khả năng của mạng lưới chăm sóc sức khỏe trong việc mất nhân viên không được tiêm chủng với thực thi xét nghiệm thường xuyên đối với những người không được tiêm chủng. Phát biểu tại Glasgow, Scotland, tại hội nghị thượng đỉnh COP26, thủ hiến Quebec, ông François Legault, rõ ràng đã rất thất vọng trước tình hình này. Ông cho biết, thành thật mà nói, tôi rất buồn, bởi vì tôi không hiểu làm thế nào một người theo học ngành khoa học sức khỏe lại từ chối tiêm vaccine cho mình, mặc dù các chuyên gia trên khắp thế giới đều nhất trí rằng đó là việc làm đúng đắn. Tuy nhiên, thủ hiến Legault cho biết tỉnh không thể mạo hiểm với các dịch vụ trong bệnh viện và các cơ sở y tế khác. Ảnh hưởng của 20 tháng đại dịch
kết hợp với số lượng cao nhân viên chăm sóc sức khỏe bán thời gian đã khiến mạng lưới y tế tỉnh Quebec rất mỏng manh và tỉnh không thể để mất 3% nhân viên của mình. Quyết định của tỉnh Quebec và Ontario không bắt buộc sử dụng vaccine COVID-19 đối với nhân viên y tế đã thu hút sự chỉ trích gay gắt từ các bác sĩ ở các tỉnh đó. Những người này cho rằng động thái này không được khoa học ủng hộ. Các chuyên gia cho rằng điều này khiến cả nhân viên y tế và bệnh nhân có nguy cơ gia tăng trong bối cảnh đợt thứ tư của COVID-19. Người Alberta bị đau tìm nơi khác để điều trị vì các ca phẫu thuật chậm trễ do COVID-19 tăng thời gian chờ đợi. Các bác sĩ ở Alberta cho biết việc hủy bỏ hàng ngàn ca phẫu thuật trong đợt đại dịch thứ tư sẽ có ảnh hưởng lâu dài. Tất cả các ca phẫu thuật tự chọn đã được tạm dừng vì các đơn vị chăm sóc đặc biệt của tỉnh chứa đầy bệnh nhân COVID-19 và nhân viên cần được triển khai lại vào đầu tháng 9. Bác sĩ Keith Wolstenholm, một bác sĩ phẫu thuật chỉnh hình tại bệnh viện Red Deer Regional, cho biết: "Thành thật mà nói, chúng ta trong tình trạng tồi tệ. Trong 3 tháng qua, ông chỉ thực hiện được 2 cuộc phẫu thuật theo lịch trình, mà thông thường ông có khoảng 72 ca." Ông nói, bệnh nhân có nhiều biến chứng, họ đang phải chịu đựng nhiều đau đớn hơn và cuối cùng khi chúng tôi tiến hành phẫu thuật cho họ thì việc đó sẽ khó khăn hơn và dẫn tới bệnh nhân có nguy cơ cao hơn và kết quả kém vì thời gian chờ đợi. Nhiều bệnh nhân đang hỏi ông về các lựa chọn phẫu thuật tư nhân. Một số người đã phải rời tỉnh để tìm cách chạy chữa. Ông nói, họ hỏi tôi sẽ giới thiệu ai ở Hoa Kỳ hay là ai ở PC nếu họ sẵn sàng chi một phần tiền tiết kiệm cả đời để thoát khỏi cơn đau. Điều đó cho thấy bệnh nhân rất tuyệt vọng. Bệnh viện Red Deer Regional, nơi đã phải vật lộn trong nhiều năm với tình trạng thiếu giường và gần đây thiếu nhân sự, đã phục hồi tối đa 60% công suất phẫu thuật trong tuần này. Bác sĩ Wolstenholm tin rằng thời gian chờ đợi ở khu vực trung tâm Alberta sẽ bị ảnh hưởng vĩnh viễn bởi công việc tồn động vì bệnh viện của ông đã tối đa hóa khả năng phẫu thuật trước đại dịch. Bác sĩ Wolstenholm ước tính những bệnh nhân phẫu thuật ban ngày của ông, những người đã phải đợi từ 3 cho tới 6 tháng trước đợt COVID thứ tư, thì nay sẽ đợi từ 9 cho tới 18 tháng. Thời gian chờ đợi các sản phẩm thay thế hông và đầu gối vốn có giới hạn kinh phí và số lượng hạn chế sẽ còn lâu hơn. Bộ Y tế Canada đánh giá thuốc phòng ngừa COVID-19 của AstraZeneca. AstraZeneca đã yêu cầu Bộ Y tế Canada xem xét một tổ hợp kháng thể tác dụng kéo dài mới có thể được sử dụng để ngăn ngừa COVID-19 có triệu chứng. Nếu được chấp thuận, đây sẽ là biện pháp bảo vệ kháng thể đầu tiên ở Canada. Theo công ty, các thử nghiệm lâm sàng của họ cho thấy phương pháp điều trị bằng kháng thể được dung nạp tốt và giảm 77% nguy cơ phát triển COVID-19 có triệu chứng so với giả dược. AstraZeneca Canada cho biết đây có thể là một lựa chọn tốt cho những nhóm dân số dễ bị tổn thương, những người không có khả năng phát triển phản ứng bảo vệ mạnh mẽ từ vaccine. Những phát hiện sơ bộ cho thấy kháng thể vô hiệu hóa các biến thể COVID-19 gần đây, bao gồm cả biến thể Delta và biến thể Mu. Bộ Y tế Canada cho biết tất cả các đơn nộp xin chấp thuận vaccine và thuốc COVID-19 sẽ được ưu tiên và xem xét theo tiến độ thời gian nhanh chóng. Nhu cầu cao cho lực sư lao động khi các công ty sa thải hàng ngàn nhân viên chưa được tiêm chủng. Đang nổ rộ việc người sử dụng lao động Canada sa thải hoặc là cho nghỉ việc không lương hàng ngàn công nhân từ chối tiêm vaccine COVID-19. Quyết định này siết chặt thị trường lao động vốn đã eo hẹp và làm tăng nguy cơ thách thức pháp lý tiềm ẩn. Những người lao động chưa được tiêm phòng có kế sinh nhai đang ở trong tình trạng nguy hiểm đã đổ xô đi kiếm luật sư lao động. Hiện ở Canada, hơn 83% dân số đủ điều kiện trên 12 tuổi đã tiêm phòng. Trong khi những người chưa được tiêm phòng, có một số thì hy vọng được trả tiền thôi việc hoặc nhận tiền bảo hiểm thất nghiệp. Lời khuyên pháp lý mà nhiều người nhận được là muốn tiêm phòng không phải là căn cứ để khởi kiện. Ông Paul Chem của công ty luật Chem & Associates ở Ottawa cho biết hầu hết mọi người thực sự không hài lòng vì họ muốn buộc người sử dụng lao động thay đổi chính sách. Tôi đã nói rất rõ với mọi người rằng điều đó sẽ không thành công. Công ty đã nhận được 20 cho tới 30 cuộc gọi mỗi ngày từ những người lao động không tiêm phòng.
Ông James cho biết chỉ những trường hợp miễn trừ nghiêm ngặt về tôn giáo hoặc là y tế mới được chấp nhận, bởi hầu hết các nhà tuyển dụng những người này mới có quyền áp đặt các điều kiện về sức khỏe và an toàn tại nơi làm việc. Trong khi đó, 64% doanh nghiệp cho biết họ đang phải đối mặt với tình trạng thiếu lao động dữ dội hơn một năm trước. Điều này đang ngăn cản nhiều doanh nghiệp đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng, Ngân hàng Trung ương Canada cho biết vào tháng trước. Thị trường việc làm sẽ phải đối mặt với áp lực gia tăng kể từ ngày 15 tháng 11 khi có tới 20.000 nhân viên liên bang, trong số khoảng 300.000 chưa được tiêm phòng, họ sẽ phải nghỉ không lương. Các luật sư cho biết người lao động cũng có một lập luận về pháp lý về trợ cấp thôi việc hoặc là bảo hiểm thất nghiệp. Bộ trưởng việc làm Carla Quattroff đã lập luận rằng những người bị mất việc vì họ từ chối tiêm chủng sẽ không nhận được tiền bảo hiểm thất nghiệp. Gian lận vaccine đã xảy ra ở tỉnh Saskatchewan khi một số lượng không xác định người dân đã trả tiền cho người khác để thay thế họ tiêm chủng vaccine. Hiệp hội Dược Saskatchewan SCPP đã xác nhận có gian lận vaccine xảy ra trong tỉnh Saskatchewan, theo thông báo ngày 19 tháng 10 từ Hiệp hội gửi đến cho các dược sĩ đã đăng ký. Trong một tuyên bố gửi qua email cho CBC News, người đại diện Hiệp hội là bà Jenna Wendell cho biết tổ chức này không có số liệu thống kê, nhưng đã xác nhận thông qua các đối tác hệ thống y tế của họ rằng nhiều hình thức gian lận vaccine đã xảy ra trong tỉnh. Bộ trưởng Bộ Y tế, ông Paul Merriman, cho biết ông hy vọng mọi người không sử dụng các phương pháp như vậy. Bà Wendell cho biết các dược sĩ đã thắt chặt các thủ tục xác minh giấy tờ tùy thân của người tiêm. Hiệp hội đang yêu cầu các dược sĩ phải bảo đảm những bệnh nhân chủng ngừa COVID-19 từ 16 tuổi trở lên cung cấp giấy tờ tùy thân có ảnh do chính phủ cấp để chứng minh danh tính của họ. Ông Marlo Pritchard là Chủ tịch Cơ quan An toàn Công cộng tỉnh Saskatchewan cho biết tỉnh đang nghe thấy các báo cáo chưa được xác nhận về việc gian lận vaccine. Ông khuyến khích bất kỳ ai, kể cả nhân viên nhà thuốc, gọi đến đường dây điện thoại miễn phí chuyên dụng của tỉnh theo số 1855-559-5502 để báo cáo bất kỳ sự việc hoặc tình huống nào như vậy. Và sau đây là cập nhật nhanh về tình trạng COVID-19 trên khắp Canada. Tính đến tối ngày 3 tháng 11, Canada báo cáo thêm 2.236 ca COVID-19 mới, nâng tổng số ca COVID-19 của Canada lên mức 1.722.585. Có thêm 2.608 ca được báo cáo hồi phục. Hiện có 22.803 ca đang còn bệnh. Có thêm 39 tử vong trong ngày, nâng tổng số ca tử vong lên 29.095 cho đến nay. Có hơn 58,8 triệu mũi vaccine đã được tiêm trên khắp Canada. Trong đó thì hơn 29,8 triệu người, tức là hơn 78,1% dân số đã được tiêm ít nhất một liều vaccine và trên 74,1% dân số đã tiêm hai liều. Khoảng 89,2% số người từ 12 tuổi trở lên đã tiêm một liều và 84,7% đã tiêm chủng hai liều. Tỉnh BC trong thứ tư báo cáo có 430 ca bệnh mới và 6 ca tử vong. Tỉnh Alberta thì có 487 ca bệnh mới và 14 tử vong. Tỉnh Saskatchewan có 173 ca bệnh mới và 3 ca tử vong. Manitoba thì báo cáo 128 ca bệnh mới và 2 ca tử vong. Tỉnh Ontario báo cáo 378 ca bệnh mới và 5 ca tử vong. Tỉnh Quebec có 525 ca bệnh mới và 8 ca tử vong. Newfoundland có 1 ca bệnh mới. Nova Scotia có 40 ca bệnh mới. New Brunswick thì có 60 ca bệnh mới. Prince Edward Island báo cáo 1 ca bệnh mới. Vùng lãnh thổ Yukon có 18 ca bệnh mới và Northwest Territories có 7 ca bệnh mới. Ngân hàng Trung ương Canada bắt đầu đánh giá tác động của khí hậu đối với nền kinh tế Canada. Ngân hàng Trung ương Canada cho biết họ sẽ phát triển các mô hình và nguồn dữ liệu mới để hiểu rõ hơn về cách biến đổi khí hậu tác động đến nền kinh tế của Canada. Họ sẽ đưa những phát hiện này vào dự báo hàng quý của mình để giúp thị trường tính rủi ro về giá cả. Ngân hàng Trung ương sẽ đánh giá các hiện tượng thời tiết khắc nghiệt thường xuyên hơn và ảnh hưởng của quá trình chuyển đổi sang các biện pháp carbon thấp đến sản lượng tiềm năng, thị trường lao động và lạm phát của Canada.
sự gia tăng, tần suất và mức độ nghiêm trọng của các hiện tượng thời tiết khắc nghiệt, cùng với quá trình chuyển đổi sang carbon thấp, gây ra rủi ro đáng kể cho hệ thống tài chính của Canada. Ngân hàng Trung ương sẽ hướng tới việc giúp thị trường định giá những rủi ro đó. Họ cam kết thực hiện 4 bước, bao gồm phát triển các mô hình và nguồn dữ liệu mới, đánh giá mức độ rủi ro khí hậu ảnh hưởng của hệ thống tài chính Canada, cùng với đo lường, giảm thiểu và báo cáo về các rủi ro trong hoạt động liên quan đến biến đổi khí hậu. Ngân hàng Canada cũng cam kết làm việc với các đối tác trong nước và quốc tế về các vấn đề như là công bố khí hậu và chuyển đổi khí hậu đối với các quốc gia có ngành tài nguyên lớn như Canada. Canada là nước sản xuất dầu lớn thứ tư trên thế giới, với phần lớn sản lượng của nước này đến từ cát dầu chứa nhiều carbon. Mức lương tối thiểu ở PEI tăng lên 13.70 đồng, đánh dấu bước nhảy vọt lớn nhất trong ít nhất 6 năm. Prince Edward Island đã tăng mức lương tối thiểu thêm 70 cent, lên 13,70 đô la, bắt đầu từ ngày 1 tháng 4. Con số này đánh dấu mức tăng lương lớn nhất trong năm kể từ năm 2017. Giống như nhiều tỉnh khác, PEI đã tăng lương tối thiểu hàng năm, nhưng trong những năm qua, các mức tăng đã dao động từ mức thấp nhất là 15 sen vào năm 2021 cho tới 60 sen vào năm 2020. Theo Hội đồng Bán lẻ Canada, Retail Council of Canada, mức lương tối thiểu 13 đồng hiện tại của PEI đã là mức cao nhất ở khu vực Đại Tây Dương Canada. Mức lương tối thiểu ở New Brunswick là 11,75 đô la, Newfoundland và Labrador là 12,75 đô la và Nova Scotia là 12,95 đô la. Nhưng một số người cho rằng mức lương tối thiểu nên cao hơn. Tại Nova Scotia, đảng NDP gần đây đã yêu cầu tỉnh hãy tăng mức lương tối thiểu lên 15 đô la. Kiến nghị được đưa ra cùng ngày mà thủ hiến ở tỉnh bang Ontario ông Doug Ford thông báo mức lương tối thiểu ở tỉnh bang Ontario sẽ tăng lên 15 đô la vào ngày 1 tháng 1 năm 2022. Giá mì ống pasta tăng sau khi ruộng lúa mì cứng ở Alberta bị ảnh hưởng bởi hạn hán mùa hè. Giá mì ống dự kiến sẽ tăng tại các cửa hàng tạp hóa và các thực đơn của các nhà hàng do hạn hán của mùa hè đã ảnh hưởng tới sự sụt giảm lúa mì cứng Durum Wheat ở Alberta và các nơi khác. Vào tháng 8, giá lúa mì cứng ở Alberta đạt 500 đô la một tấn, con số này cao hơn 70% so với hồi tháng 8 năm 2020. Lúa mì cứng xay được gọi là semolina là thành phần chính trong mì ống. Hạn hán ở Canada, Mỹ, Nga được cho là sẽ ảnh hưởng tới giá của mì ống đối với người tiêu dùng. Thành phố Ottawa tăng thuế tài sản 3% trong ngân sách dự thảo thận trọng. Kế hoạch chi tiêu của thành phố Ottawa cho năm 2022 sẽ bao gồm tiền cho nhà ở giá cả phải chăng, xe buýt điện thân thiện với môi trường hơn và một số dự án đường lớn, trong khi cố gắng làm giảm thiểu lạm phát và đối phó với những ảnh hưởng kéo dài của đại dịch COVID-19. Tài liệu ngân sách chính trong đó nêu ra 4,14 tỷ đô la cho chi phí hoạt động toàn thành phố là một trong các đề tài được đưa ra bàn thảo hôm thứ Tư cùng với các ngân sách riêng biệt cho Sở Cảnh sát Ottawa và OC Chanspo. Ngân sách đề xuất tăng thuế tài sản, thành phố và thương mại lên khoảng 3%. Theo kế hoạch, chủ sở hữu của một ngôi nhà được định giá là 415.000 đô la sẽ thấy tiền thuế của họ tăng lên 119 đô la nếu đó là bất động sản đô thị và 91 đô la nếu đó là ở vùng ngoài đô thị. Đối với một bất động sản thương mại thì mức tăng thuế sẽ là 240 đô la. Trong bài phát biểu về ngân sách hàng năm, thị trưởng Jim Watson cho biết việc tăng thuế lên 3% là một bước thiết thực mà thành phố có thể thực hiện để giải quyết lạm phát đang có ảnh hưởng lớn. Tỷ lệ lạm phát của Canada đã tăng lên mức cao mới trong 18 năm là 4,4% vào tháng 9 và chi phí xây dựng leo thang đã khiến giá cả xây dựng một biệt thự trung tâm trong tương lai tăng mạnh. Trong dự thảo ngân sách có dự báo thâm thụt 161,6 triệu đô la liên quan tới đại dịch cho năm 2022 và dự kiến sẽ được hỗ trợ từ chính phủ liên bang và tỉnh bang. Thành phố có kế hoạch chi gần 1 tỷ đô la được dành cho các dự án cơ sở hạ tầng như đường, cầu, cống tăng 26% so với năm ngoái, xây dựng các căn hộ mới cho chương trình nhà ở với giá phải chăng.
triển khai các kế hoạch làm mới các công viên thành phố, trồng cây xanh, thuê mướn nhân viên y tế, mua xe cứu thương mới và mua xe bus điện mới không phát thải. Tấn công mạng được xác nhận là nguyên nhân gây ra gián đoạn trong chăm sóc sức khỏe ở tỉnh Newfoundland and Labrador. Bộ trưởng Bộ Y tế, ông John Hagee, đã xác nhận vào thứ Tư sự gián đoạn làm rung chuyển cả hệ thống chăm sóc sức khỏe của tỉnh Newfoundland là do một cuộc tấn công mạng. Xác nhận của ông Hagee được đưa ra 5 ngày sau khi các vấn đề công nghệ thông tin được phát hiện vào sáng thứ Bảy. Chính phủ cũng nhiều lần từ chối đưa chi tiết về tình hình vụ việc khiến hàng ngàn thủ tục y tế đã bị hủy bỏ, từ hóa trị đến chụp X-quang. Ông Hagee không bình luận về ai có thể đứng sau cuộc tấn công này, đã giao tiếp gì với những người đứng sau vụ tấn công hoặc loại tội phạm nào đã diễn ra. Ông Pat Heptich là phó chủ tịch của Trung tâm Thông tin Y tế Newfoundland, nơi xử lý các nhu cầu về công nghệ thông tin ở lĩnh vực chăm sóc sức khỏe của tỉnh, cho biết cuộc điều tra của họ cho thấy một bên thứ ba trái phép đã xâm nhập hệ thống. Theo Bộ trưởng Hagee, tiết lộ thêm thông tin có thể gây nguy hiểm cho cuộc điều tra về những gì đã xảy ra và những nỗ lực khôi phục hệ thống công nghệ thông tin cần thiết để đưa phần lớn hệ thống chăm sóc sức khỏe của tỉnh trở lại trực tuyến. Các nhà chức trách bao gồm cảnh sát RCMP đang điều tra. Các nguồn tin cho rằng đây là một cuộc tấn công đòi tiền chuộc, một vụ vi phạm trong đó các dữ liệu hoặc hệ thống bị mã hóa cho đến khi được trả tiền. Hệ thống chăm sóc sức khỏe của Ireland đã trở thành nạn nhân của một cuộc tấn công đòi tiền chuộc vào tháng 5. Các quan chức chính phủ ở đó từ chối trả tiền chuộc. Bộ trưởng Hagee không nói liệu dữ liệu có bị mất trong cuộc tấn công hay không. Không rõ số tiền để sửa chữa những thiệt hại của tỉnh Newfoundland là bao nhiêu. Cơ quan Western Health hiện tham gia cùng Central Health và Eastern Health để hoạt động phần lớn không trực tuyến. Điều đó cũng có nghĩa là một loạt các thủ thuật y khoa thông thường phụ thuộc vào hệ thống công nghệ thông tin chính bị hủy bỏ. Các thủ thuật y khoa này bao gồm từ tiếp nhận chỉnh hình cho đến phết tế bào cổ tử cung hay còn gọi là xét nghiệm Pap smear. Người dân cũng không thể truy cập kết quả xét nghiệm COVID-19. Bộ trưởng Hagee cho biết liệu pháp hóa trị sẽ được tiến hành tại các bệnh viện ở Stephenville và Port Osbaske vào thứ Tư, trong khi những người đã đặt lịch hẹn cho thứ Năm và thứ Sáu sẽ được liên hệ. Hóa trị tại bệnh viện ở Cornerbrook đã bị hủy bỏ kể từ thứ Hai vì dựa vào việc kết nối với hệ thống của Eastern Health. Cuộc tấn công mạng đã làm lộ rõ ràng khả năng kết nối kỹ thuật số của các cơ quan y tế. Ông Heptich cho biết Labrador Grenfell Health cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi sự xâm nhập trái phép công nghệ thông tin. Eastern Health, cơ quan y tế lớn nhất, hiện đang làm việc trên một hệ thống chủ yếu dựa trên giấy tờ. Giám đốc điều hành, ông David Diamond, cho biết không có con số chính thức cho những cuộc hẹn làm thủ thuật y khoa tồn động bị hủy bỏ, ước tính con số lên đến hàng ngàn. Ông nói, một trong những trở ngại khi làm việc không trực tuyến là liên hệ với bệnh nhân. Các cuộc hẹn khẩn cấp sắp diễn ra sẽ nhận được một cuộc gọi, trong khi những người khác nên cho rằng cuộc hẹn của mình bị hủy. Theo ông Diamond, nhiều người đến khu vực St. John's từ khắp mọi nơi trong tỉnh để được chăm sóc chuyên sâu, và nếu bệnh nhân đến khám mà thấy cuộc hẹn của mình bị hủy, họ nên liên lạc với bệnh viện. Người dân tỉnh BC đang bị lừa hàng triệu đô la để tìm kiếm tình yêu, tình bạn trên mạng. Và đây là cách những kẻ lừa đảo dụ dỗ người dân như thế nào? Các nhà chức trách đang cảnh báo công chúng nên cảnh giác với những người họ gặp trực tuyến. Những kẻ lừa đảo tinh vi đang dụ dỗ cư dân tỉnh BC vào những gì mà cảnh sát RCMP của tỉnh gọi là lừa đảo tài sản tiền điện tử, và các nạn nhân đã mất tổng cộng hàng triệu đô la. Trong một thông cáo chung với cảnh sát địa phương, Ủy ban Chứng khoán tỉnh BC và Trung tâm Chống gian lận Canada CAFC, cảnh sát RCMP cho biết rằng 3,5 triệu đô la đã bị mất vào tay những kẻ lừa đảo trong 8 tháng đầu năm của năm 2021. Con số này là cao gấp 3 lần số tiền đã bị mất vào năm ngoái, và tổng số có thể còn cao hơn vì ước tính chỉ có 5% nạn nhân đã khai báo các loại tội phạm này. Trong một cảnh báo cho các mục tiêu tiềm năng của những kẻ lừa đảo này,
Các nhà chức trách đã vạch ra cách thức hoạt động của những trò lừa đảo này, kêu gọi bất kỳ ai liên quan đến một điều gì đó tương tự hãy thận trọng. Cách lừa đảo như thế nào? Trong một ví dụ, nạn nhân được tiếp cận thông qua ứng dụng hẹn hò hoặc trang mạng xã hội. Kẻ lừa đảo xuất hiện để xây dựng mối quan hệ trực tuyến với nạn nhân, sau đó mang đến cơ hội đầu tư. Sau đó thì họ thuyết phục nạn nhân thực hiện một khoản thanh toán ban đầu và đôi khi là các khoản đầu tư tiếp theo. Điều này có thể dẫn đến tổn thất đáng kể. Một số kẻ lừa đảo khác sẽ đột nhập để tiếp quản các danh tính hiện có. Kẻ lừa đảo sẽ nhận dạng một người, chiếm đoạt tài khoản mạng xã hội của họ và nhử mồi cho bạn bè hoặc thành viên gia đình của họ khi đóng giả mạo là người đó. Như trong ví dụ trước, kẻ lừa đảo sau đó sẽ thuyết phục những người trong vòng tròn mục tiêu của họ đầu tư. Trong các trường hợp khác, những kẻ lừa đảo sẽ gọi một người có ý định đầu tư vào tài sản tiền điện tử. Ví dụ, họ có thể đề xuất mua Bitcoin hoặc một loại tiền điện tử khác. Trong cuộc gọi này, họ sẽ thuyết phục nạn nhân cung cấp quyền truy cập từ xa vào máy tính của họ. Sau đó thì kẻ lừa đảo sẽ hiển thị một trang web giả mạo, hứa hẹn lợi nhuận đáng kể từ các khoản đầu tư. Theo các nhà chức trách công bố tin tức vào hôm thứ Tư cho biết, khi trò lừa đảo này không được phát hiện, nạn nhân thường sẽ tiếp tục đầu tư, chỉ bắt đầu nhận ra khi họ cố gắng rút tiền đã kiếm được. Trong một ví dụ cuối cùng, các cơ quan chức trách cho biết, những kẻ lừa đảo có thể tuyên bố rằng họ sẽ tự xử lý việc mua, lấy tiền của nhà đầu tư và hứa sẽ mua tiền kỹ thuật số. Sau đó họ cắt đứt liên lạc. Khi tiền đã có trong tay, họ biến mất. Làm thế nào để bảo vệ chính bạn? Các cơ quan chức trách cho biết, những cách tốt nhất để tránh những trò gian lận này bao gồm không bao giờ gửi tiền cho người mà họ chưa gặp trực tiếp và thận trọng với những lời đề nghị tự nhiên đến. Các nhà đầu tư chắc chắn nên nghi ngờ bất cứ điều gì có mức sinh lợi cao được bảo đảm, đặc biệt là nếu có vẻ như có rất ít hoặc không có rủi ro. Các cơ quan chức trách khuyên nên chống lại áp lực, đặc biệt nếu bị gấp gáp. Những kẻ lừa đảo thường đưa ra những bình luận cho rằng nạn nhân đang bỏ lỡ các cơ hội vì chờ đợi. Nếu một tài liệu hoặc lời giải thích quá phức tạp, hãy đặt câu hỏi về nó, và nếu chúng không được trả lời, hãy bỏ đi. Và đối với những người muốn mua tài sản tiền điện tử, hãy làm như vậy thông qua một nền tảng giao dịch đã được đăng ký. Bất cứ ai nghĩ rằng họ đã bị nhắm mục tiêu bởi một trò lừa đảo hoặc biết ai đó đã bị lừa, được yêu cầu báo cáo với cảnh sát và Trung tâm Chống Gian Lận Canada là Trung tâm Canadian Anti-Fraud Center, CAFC, ngay cả khi chưa bị mất tiền. Doanh số bán xe hơi của Canada giảm hơn 17% trong tháng 10 do nguồn cung thấp. Công ty tư vấn xe hơi The Rosiers cho biết doanh số bán xe hơi của Canada đã giảm 17,7% trong tháng 10 so với một năm trước đó do tình trạng thiếu xe và do các vấn đề về nguồn cung cấp chất bán dẫn tiếp tục đè nặng lên ngành xe hơi. Công ty tư vấn ước tính tổng số xe hạng nhẹ bán được trong tháng 10 là 128.419 chiếc, là doanh số bán thấp nhất trong tháng 10 kể từ năm 2011. Mức giảm trong tháng 10 chỉ đứng thứ 2 trong năm sau mức giảm 19,6% của tháng 9 so với một năm trước đó. DeRozier cho biết tỷ lệ doanh số hàng năm được điều chỉnh theo mùa đạt mức khập khiễng là 1,57 triệu. Bức tranh tổng thể trong tháng là một thị trường bị kìm hãm bởi các vấn đề liên tục của chuỗi cung ứng. Lĩnh vực xe hơi bị ảnh hưởng đặc biệt bởi tình trạng thiếu chip, các vấn đề trong sản xuất liên quan tới đại dịch và nhu cầu về thiết bị điện tử tăng vọt. Thị trấn phía Bắc Ontario bùng nổ sau khi chào bán các lô đất với giá 500 đô la. Một thị trấn ở phía Bắc Ontario đã chứng kiến một lượng cư dân mới tăng vọt sau khi bắt đầu chào bán các lô đất với giá chỉ có 500 đô la. Smooth Rock Falls nằm cách Toronto gần 800 km về phía Bắc và cách Timmins, Ontario 100 km về phía Bắc bắt đầu chào bán đất với giá chạm đáy vào năm 2017. Với hy vọng làm thổi luồng sinh khí mới vào nền kinh tế của thị trấn và điều thiết yếu nhất là cung cấp nhà ở với giá phải chăng.
một nhà máy bột giấy lớn từng là trung tâm của nền kinh tế Smooth Rock Falls, sử dụng 200 công nhân. Nhưng khi nhà máy đóng cửa vào năm 2006, thì dân số của thị trấn bắt đầu giảm dần. Điều tra dân số vào năm 2016 ghi nhận dân số ở đây là có 1.330 người so với 1.830 người vào năm 2001. Thị trưởng Sue Perez của Smooth Rock Falls cho biết vì nhà máy đóng cửa nên chúng tôi đã mất rất nhiều người. Vào thời điểm đó, một số cư dân đã phải bán nhà của họ với giá 20.000 đô la trở xuống và thậm chí có người bỏ hẳn hoàn toàn căn nhà để đi nơi khác. Sau khi thị trấn thông báo rằng họ đang chào bán đất với giá 500 đô la, họ đã nhận được hơn 1.000 yêu cầu. Bước đi táo bạo đã thu hút những người mới tới từ những nơi xa như là British Columbia, và kết quả của sáng kiến này có 60 gia đình mới tới sinh sống trong thị trấn. Trở lại năm 2017, một ngôi nhà trung bình ở Smooth Rock Falls có giá 56.000 đô la. Ngày nay, giá trung bình của một ngôi nhà tại đây là 137.000 đô la, tăng 144 lần. Nhưng ngay cả với sự bùng nổ này, Smooth Rock Falls vẫn tiếp tục là một cộng đồng nhỏ có giá cả phải chăng thứ ba ở Ontario. Theo Zolo, một thị trường bất động sản trực tuyến. Bước tiếp theo của Smooth Rock Falls là thu hút thêm nhiều nhà tuyển dụng vào thị trấn. Trên địa điểm của nhà máy bột giấy hiện đã đóng cửa, thị trấn gần đây đã mở một khu công nghiệp trị giá 3,2 triệu đô la. Thị trưởng Paris đưa ra lời khuyên cho các thị trấn nhỏ khác đang vật lộn với dân số ngày càng giảm. Điều quan trọng nhất là suy nghĩ ngoài khuôn khổ. Thật khó để xảy ra những ý tưởng mới, và bởi vì tất cả chúng ta đều ở trong hoàn cảnh giống nhau ở miền Bắc, chúng ta đều đánh mất một ngành công nghiệp mà chúng ta đã có trong 100 năm. Thị trưởng nói, vì vậy, chúng ta cần cung cấp một cái gì đó ở phía bên ngoài khuôn khổ. Quý vị đang theo dõi bản tin Canada và Thế giới trên kênh Culture Channel, được thực hiện bởi Culture Magazine. Kính mời quý vị ghé tới trang culturemagazine.com để đọc thêm các chuyên mục khác. Và để ủng hộ cho chương trình này, xin quý vị hãy bấm like, comment và share cho nhiều người quen cùng xem. Tiếp theo sau đây là một số tin tức thế giới đáng chú ý như sau. Cập nhật tình hình và những tin tức liên quan tới dịch vụ COVID-19 trên thế giới. Trung Quốc mở rộng kho vũ khí hạt nhân nhanh hơn dự kiến theo báo cáo của Lầu Năm Góc. WHO phê duyệt vaccine COVID-19 do Ấn Độ sản xuất và sẽ được sử dụng trong vài tháng tới. Mỹ trở thành nhà cung cấp nông sản lớn nhất của Việt Nam. Cập nhật tình hình COVID-19 tại Việt Nam. Và sau đây là một số tin cập nhật tình hình và những tin tức liên quan đến dịch COVID-19 trên thế giới. Tính đến chiều thứ Tư, hơn 247,8 triệu ca nhiễm COVID-19 đã được báo cáo trên toàn thế giới, theo công cụ theo dõi trực tuyến của Đại học Johns Hopkins. Số người tử vong trên toàn cầu được báo cáo là hơn 5,1 triệu người. Có hơn 7,1 tỷ liều vaccine COVID-19 đã được tiêm trên toàn cầu, theo Our World in Data. Tổ chức Y tế Thế giới cho biết số ca nhiễm coronavirus đã tăng ở châu Âu tuần thứ 5 liên tiếp, trở thành khu vực duy nhất trên thế giới có số ca nhiễm COVID-19 vẫn đang gia tăng. Trong báo cáo hàng tuần về đại dịch, Cơ quan Y tế Liên Hiệp Quốc cho biết các ca mắc mới đã tăng 6% ở châu Âu trong tuần từ ngày 25 đến ngày 31 tháng 10, so với mức tăng 18% của tuần trước. Theo báo cáo, thì số ca nhiễm mới hàng tuần ở các khu vực khác giảm hoặc giữ nguyên. Trong khi Cộng hòa Séc, Ba Lan và các quốc gia khác ở Trung và Đông Âu đã báo cáo các ca nhiễm tăng đột biến gần đây, sự gia tăng liên tục các ca được xác nhận trên khắp châu Âu, chủ yếu là ở Vương quốc Anh, với 285.028 ca mắc mới, tức là giảm 14% so với một tuần trước đó. Nga thì với 272.147 ca nhiễm mới, tăng 9%. Thổ Nhĩ Kỳ với 182.027 ca mắc mới, giảm 8%. Số người tử vong cao nhất trong khu vực được báo cáo bao gồm Nga với 7.938 ca tử vong được báo cáo, tăng 9%. Ukraine thì có 3.857 người được báo cáo tử vong, tăng 19%. Trong khi Romania với 3.072 người tử vong, tăng 6%. Tại Ukraine, vài trăm người đã chặn giao thông ở trung tâm thủ đô Kiev hôm thứ Tư
trong một cuộc biểu tình chống lại các hạn chế về coronavirus và tiêm chủng bắt buộc mà chính phủ đã đưa ra để hạn chế số ca nhiễm trùng. Vaccine đã trở thành bắt buộc đối với một số công nhân nhà nước và tại các khu vực đỏ ở Ukraine, bao gồm cả thủ đô Kiev. Tại châu Mỹ, Hoa Kỳ đã ghi nhận 46,1 ca nhiễm COVID-19 được xác nhận và hơn 748.000 trường hợp tử vong. Hơn 192,6 triệu người Mỹ, tức là 58% dân số đã được tiêm chủng đầy đủ, theo cơ quan CDC. Trong khi đó, thị trưởng Los Angeles là ông Eric Garcetti đã có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 khi đang tham dự hội nghị của Liên Hiệp Quốc về biến đổi khí hậu ở Glasgow, Scotland. Theo văn phòng của ông Garcetti cho biết, ông đã được tiêm phòng đầy đủ nhưng chưa nhận được tiêm mũi tăng cường. Tại Mexico, Bộ Y tế của nước này đã báo cáo 269 ca tử vong do coronavirus được xác nhận, nâng tổng số người chết do đại dịch ở Mexico lên 288.733 người. Tại khu vực châu Á, Thái Bình Dương, Hồng Kông sẽ triển khai các liều vaccine tăng cường từ tuần tới khi các nhà chức trách tăng cường nỗ lực thuyết phục Bắc Kinh cho phép du lịch xuyên biên giới đến Trung Quốc đại lục. Tại Việt Nam, thì chính phủ cho biết khoảng 200 nhà máy ký hợp đồng sản xuất quần áo thể thao cho Nike trên khắp Việt Nam đã hoạt động trở lại sau nhiều tháng bị đình trệ vì COVID-19, trong cuộc chạy đua để đưa lĩnh vực sản xuất chủ chốt của mình đi đúng hướng. Giám đốc điều hành cơ quan AIDS của Liên Hiệp Quốc cho biết, tại châu Phi, các quốc gia ở Tây và Trung Phi có thể chứng kiến sự gia tăng các ca nhiễm HIV và tử vong liên quan đến AIDS trong một vài năm do sự gián đoạn trong các dịch vụ y tế bởi ảnh hưởng của đại dịch. Tại Trung Đông, Ngoại trưởng Iran hiện đã có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19. Trung Quốc kêu gọi người dân tích trữ đồ dùng cơ bản trong trường hợp khẩn cấp. Chính phủ Trung Quốc đã kêu gọi các gia đình tích trữ các vật dụng cần thiết trong trường hợp khẩn cấp. Không có lý do nào được đưa ra cho thông báo từ Bộ Thương mại, nhưng nó được đưa ra trong bối cảnh các đợt khóa cửa coronavirus đang diễn ra và lo ngại về nguồn cung rau cải sau khi mưa lớn bất thường làm hư hại cây trồng. Bộ Thương mại cũng yêu cầu chính quyền địa phương giữ cho chuỗi cung ứng hoạt động trơn tru và giá cả ổn định. Truyền thông nhà nước sau đó đã tìm cách dập tắt những lo ngại trong bối cảnh báo cáo về việc mua bán hoảng loạn. Một người viết trên mạng xã hội Weibo của Trung Quốc nói rằng, ngay sau khi tin tức này được đưa ra, tất cả những người già ở gần tôi đều phát điên, hốt hoảng mua hàng trong siêu thị. Nhật báo kinh tế The Economic Daily là một tờ báo do Đảng Cộng sản Trung Quốc hậu thuẫn, kêu gọi độc giả không quá lo lắng, nói rằng lời khuyên của chính phủ nhằm bảo đảm rằng các hộ gia đình đã chuẩn bị sẵn sàng nếu một lệnh đóng cửa được thông báo trong khu vực của họ. Tờ Nhật báo People's Daily thì cho biết những thông báo như vậy không phải là bất thường, nhưng nó đến vào thời điểm này vì các vấn đề bao gồm giá rau tăng và các ca nhiễm COVID-19 gần đây. Theo truyền thống thì giá thực phẩm ở Trung Quốc tăng khi mùa đông gần đến, nhưng giá rau đã tăng trong những tuần gần đây do thời tiết khắc nghiệt. Trong khi đó, thì quốc gia này đang tiếp tục áp dụng các biện pháp khóa cửa nghiêm ngặt để đối phó với coronavirus. Trung Quốc hy vọng sẽ không còn ca COVID-19 trước khi tổ chức Thế vận hội mùa đông bắt đầu vào tháng 2. 92 trường hợp nhiễm coronavirus đã được báo cáo ở Trung Quốc vào thứ Hai, và Disneyland Thượng Hải đã phải đóng cửa ít nhất 2 ngày sau khi một du khách cuối tuần có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 sau khi trở về nhà. WHO phê duyệt vaccine COVID-19 do Ấn Độ sản xuất và sẽ được sử dụng trong vài tháng tới. Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã cấp giấy phép sử dụng khẩn cấp vào hôm thứ Tư cho một loại vaccine coronavirus được phát triển ở Ấn Độ. Cơ quan Y tế Liên Hợp Quốc cho biết, trong một tuyên bố rằng họ đã ủy quyền cho Covaxin do Bharat Biotech của Ấn Độ sản xuất. Như vậy, Covaxin đã trở thành vaccine COVID-19 thứ 8 nhận được đèn xanh của WHO. Covaxin được phát triển bởi Bharat Biotech, hợp tác với Hội đồng Nghiên cứu Y khoa Ấn Độ, một cơ quan nghiên cứu chính của chính phủ nước này,
Đây là loại vaccine tiêm 2 liều được sản xuất bằng cách sử dụng các phần tử của coronavirus đã bị giết để tạo ra phản ứng miễn dịch. Bharat Biotech đã công bố kết quả vào tháng 7 cho thấy vaccine có hiệu quả khoảng 93% trong việc ngăn ngừa COVID-19 nghiêm trọng và khoảng 65% hiệu quả chống lại sự lây nhiễm với biến thể Delta dễ lây lan hơn. Một nhóm chuyên gia do WHO tập hợp cho biết hiện không có đủ dữ liệu về tính an toàn và hiệu quả của vaccine ở phụ nữ mang thai. Các nghiên cứu vẫn đang được lên kế hoạch để giải quyết những câu hỏi đó. Đến nay, WHO đã cấp giấy phép khẩn cấp cho các loại vaccine do AstraZeneca và đối tác của họ, Viện Huyết Thanh của Ấn Độ sản xuất. Bên cạnh đó, còn có vaccine từ Pfizer-BioNTech, Moderna, Johnson & Johnson và các dược phẩm tới từ Trung Quốc là Sinopharm và Sinovac. Việc cấp giấy phép sử dụng khẩn cấp vaccine của WHO cũng có nghĩa là hàng triệu người Ấn Độ được tiêm phòng các loại vaccine này sẽ được phép đi du lịch quốc tế, đến các quốc gia công nhận vaccine được WHO ủy quyền, bao gồm Anh và các thành viên Liên minh châu Âu và Canada. Việt Nam và Canada tìm cách nhanh chóng công nhận hộ chiếu vaccine. Lãnh đạo Việt Nam và người đồng cấp Canada đã nhất trí rằng hai nước cần đẩy nhanh tiến độ công nhận hộ chiếu vaccine COVID-19 của nhau. Tại cuộc gặp hôm thứ Ba bên lề Hội nghị biến đổi khí hậu của Liên Hợp Quốc COP26 đang được tổ chức tại Vương quốc Anh, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Trudeau cho biết các quyết định được thông qua sẽ có thể hỗ trợ phục hồi kinh tế xã hội của hai nước trong bối cảnh đại dịch COVID-19, theo Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết trong một thông cáo báo chí. Đề cập đến các nỗ lực về biến đổi khí hậu, nhà lãnh đạo Việt Nam đã tìm kiếm sự hỗ trợ của Canada trong việc thực hiện cải cách thể chế, đào tạo nguồn nhân lực và công nghệ xanh để ứng phó với biến đổi khí hậu và đổi mới. Thủ tướng Việt Nam ông Phạm Minh Chính cũng hy vọng sẽ thấy các doanh nghiệp Canada tăng cường đầu tư vào Việt Nam, đặc biệt là trong lĩnh vực kinh tế xanh, kinh tế số và ứng phó với biến đổi khí hậu. Hai nhà lãnh đạo cũng chia sẻ quan điểm về duy trì hòa bình và ổn định toàn cầu trên cơ sở luật pháp quốc tế, bảo vệ lợi ích hợp pháp và chính đáng của các nước vì hòa bình và thịnh vượng chung. Thủ tướng Trudeau cũng khẳng định tinh thần thượng tôn pháp luật và thúc đẩy trật tự thế giới dựa trên luật lệ. Về tình trạng COVID-19 tại Việt Nam, tính đến 16 giờ ngày 3 tháng 11, Việt Nam đã ghi nhận 6.192 ca nhiễm mới tại 58 tỉnh và thành phố. Số bệnh nhân khỏi bệnh trong ngày là 8.869 người, số ca tử vong là 78 người. Các ca nhiễm COVID-19 mới chủ yếu được ghi nhận tại Sài Gòn 985 ca, Đồng Nai 905 ca, Bình Dương 773 ca, Kiên Giang 374 ca, An Giang 312 ca, Bạc Liêu 290 ca, Tây Ninh 272 ca, Tiền Giang 207 ca, Sóc Trăng 193 ca, Cần Thơ 152 ca, Bình Thuận 136 ca, Long An 119 ca và Hà Giang 118 ca. Như vậy, kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 939.463 ca nhiễm COVID-19 với 22.283 ca tử vong. Trên 833.000 người đã hồi phục. Về tình hình tiêm chủng, trong ngày 2 tháng 11, có thêm trên 972.000 liều vaccine phòng COVID-19 đã được tiêm. Tổng số liều vaccine đã được tiêm là trên 84 triệu liều, trong đó tiêm một mũi là trên 58,4 triệu liều và tiêm mũi 2 là 25,6 triệu liều. Hoa Kỳ trở thành nhà cung cấp nông sản lớn nhất của Việt Nam. Việt Nam đã chi 3,3 tỷ đô la Mỹ nhập khẩu các sản phẩm nông nghiệp từ Mỹ từ tháng 1 đến tháng 10, đưa Mỹ trở thành nhà cung cấp nông sản lớn nhất ở thời điểm hiện tại. Thống kê do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn công bố vào ngày 2 tháng 11 chỉ ra rằng, trong 10 tháng qua, nhập khẩu nông sản từ Mỹ đã chiếm 9,2% tổng nhập khẩu của Việt Nam. Trong số các sản phẩm nhập khẩu từ Mỹ, Việt Nam chi tiêu nhiều nhất cho sợi bông, tức là cotton, với 1,2 tỷ đô la Mỹ. Các mặt hàng nhập khẩu chính khác là thức ăn gia súc và nguyên liệu, rau và trái cây, đậu nành,
gỗ và các sản phẩm từ sữa. Bên cạnh đó thì Hoa Kỳ còn là khách hàng mua nông sản lớn nhất của Việt Nam trong giai đoạn 10 tháng với tổng giá trị hơn 10,8 tỷ đô la Mỹ. Xuất khẩu gỗ và đồ gỗ chiếm 68,4% tổng doanh thu của Việt Nam trong nông sản xuất khẩu sang Mỹ. Số liệu thống kê cũng cho thấy trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 10, Việt Nam đã chi 35,6 tỷ đô la Mỹ nhập khẩu nông lâm thủy sản, tăng 39,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó thì giá trị nhập khẩu các mặt hàng nông sản chính lên đến 22,5 tỷ đô la Mỹ. Tổng thống Biden từ chối bị đổ lỗi cho thất bại trong cuộc bầu cử gây sốc ở Virginia. Tổng thống Joe Biden đã bác bỏ những gợi ý về việc đảng Dân Chủ của ông bị thua sốc trong cuộc đua giành chức thống đốc Virginia là một phán quyết vào nhiệm kỳ tổng thống của ông. Tổng thống Joe Biden lập luận rằng việc xa lầy bị cản trở trong chương trình nghị sự lập pháp của mình ở đồi Capitol đã không ảnh hưởng tới kết quả bầu cử. Ông trích dẫn cử tri của ông Trump, trường học, việc làm và giá xăng dầu là những lý do khác dẫn tới thất bại bất ngờ của cựu thống đốc ông Terry McAuliffe. Trong khi đó, thì ông Glenn Youngkin của đảng Cộng Hòa là một người mới với chính trị đã giành chiến thắng rất sát sao trong cuộc đua thống đốc Virginia vào hôm thứ Ba. Trong khi đó, cuộc đua giành chức thống đốc ở bang New Jersey đã đi đến hồi gây cấn giữa người đương nhiệm của đảng Dân Chủ ông Phil Murphy và một nhân vật của đảng Cộng Hòa ít được ai biết đến là ông Jack Seattle Riley. Và hãng thông tấn AP đã đưa tin rằng ông Murphy đã thắng cuộc đua đó. Tại Nhà Trắng hôm thứ Tư, ông Biden được hỏi liệu ông có chấp nhận bất kỳ lời đổ lỗi nào cho trận động đất chính trị hôm thứ Ba ở Virginia hay không. Ông nói rằng các cử tri đang khó chịu và không chắc chắn về nhiều thứ, bao gồm đại dịch, giáo dục, nền kinh tế và xăng dầu. Ông Biden thừa nhận đảng Dân Chủ lẽ ra phải thông qua gói chương trình xã hội và khí hậu trị giá 1.750 tỷ đô la và dự luật cơ sở hạ tầng trị giá 1.000 tỷ đô la trước cuộc bỏ phiếu hôm thứ Ba. Tổng thống Biden đã quảng cáo vaccine coronavirus khi trẻ em Mỹ từ 5 cho tới 11 tuổi hiện đủ điều kiện để đi tiêm vaccine. Và Tổng thống cũng khuyến khích phụ huynh cho trẻ em tiêm chủng để giúp giữ cho trường học của chúng ta mở cửa, ông nói. Lạm phát gia tăng, kinh tế phục hồi chậm và cuộc rút lui hỗn loạn ở Afghanistan cũng đã ảnh hưởng tới xếp hạng chấp thuận của ông Biden. Theo các cuộc thăm dò dư luận cho biết, ông là một trong những tổng thống không được lòng dân nhất từ trước tới nay trong nhiệm kỳ đầu tiên, theo BBC News. Trung Quốc mở rộng kho vũ khí hạt nhân nhanh hơn dự kiến, theo báo cáo của Lầu Năm Góc. Trung Quốc đang mở rộng kho vũ khí hạt nhân nhanh hơn dự kiến khi nước này đang tìm cách xây dựng ảnh hưởng trên toàn cầu, theo Lầu Năm Góc cho biết trong một báo cáo được công bố hôm thứ Tư. Trung Quốc đang tăng cường khả năng chiến đấu và giành chiến thắng trong các cuộc chiến tranh chống lại một kẻ thù mạnh. Một cách nói có khả năng là ám chỉ Hoa Kỳ, tạo ra một sức ép đối với Đài Loan và các bên tranh chấp lãnh thổ, và đồng thời chống lại sự can thiệp của một bên thứ ba vào một cuộc xung đột dọc theo vùng ngoại vi của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và sức mạnh dự án trên toàn cầu. Theo báo cáo với tiêu đề Phát triển an ninh và quân sự có liên quan tới Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa của Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ. Báo cáo cũng nói rằng Bắc Kinh có thể sẽ có 1.000 đầu đạn hạt nhân vào năm 2030, trong đó có 700 đầu đạn có thể chuyển giao vào năm 2027, vượt xa ước tính trước đó của Bộ Quốc phòng. Bản báo cáo của hôm thứ Tư vẫn chưa nêu rõ được chính xác liệu Trung Quốc hiện nay đang nắm giữ bao nhiêu đầu đạn hạt nhân. Tuy nhiên, vào năm ngoái, thì Lầu Năm Góc đã dự đoán rằng kho dự trữ của Bắc Kinh ở mức thấp là 200 đầu đạn và dự kiến sẽ tăng gấp đôi trong thập kỷ tới. Để so sánh, tính từ tháng 9 năm 2020, Hoa Kỳ có 3.750 đầu đạn hạt nhân, theo dữ liệu của Bộ Ngoại giao công bố vào đầu tháng 10. Báo cáo cũng cho thấy rằng Trung Quốc đang phát triển các tên lửa đạn đạo xuyên lục địa mới ICBM và đã bắt đầu xây dựng ít nhất là 3 hầm phóng ICBM nhiên liệu rắn. Điều này có nghĩa là Trung Quốc sẽ có tới hàng trăm hầm phóng.
Cập nhật nhanh về đồng đô la Canada và tỷ giá hối đoái. Hôm nay 1 Canada bằng 0,8053 Mỹ Kim và bằng 0,6953 đồng euro. 1 Canada bằng 18.339,79 đồng Việt Nam. Và giá dầu thô WTI là 79,91 Mỹ Kim một thùng và giá dầu thô Brent là 81,26 Mỹ Kim một thùng. Giá vàng giao ngay đạt mức 1.776,68 Mỹ Kim một ounce. Rất cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin ngày 4 tháng 11 hôm nay do tạp chí Culture Magazine thực hiện. Mời quý vị đăng ký kênh và bật thông báo để đón xem những video tiếp theo. Culture Channel có các video tin tức được cập nhật hàng ngày, cũng như các video về văn hóa, du lịch, ẩm thực, sức khỏe và đời sống được cập nhật hàng tuần. Mời quý vị đón theo dõi. Culture xin kính chúc quý vị và các bạn nhiều sức khỏe và an lành. Xin chân thành cảm ơn và kính chào tạm biệt. Chính phủ Ontario đã chuẩn bị nhiều thuốc ngừa coronavirus cho mọi người dân trong tỉnh. Bộ Y tế Canada đã phê duyệt nhiều loại vaccine để tiêm chủng tại bệnh viện, phòng mạch bác sĩ, các địa điểm tiêm phòng đại trà để có thể tiêm chủng cho càng nhiều người càng nhanh càng tốt. Hãy cố gắng và nỗ lực đi tiêm phòng đầy đủ trong thời gian sớm nhất có thể. Đặt hẹn tiêm chủng tại trang mạng ontario.ca/book vaccine hoặc gọi số điện thoại 1-888-999-6488. Đường dây có hơn 300 ngôn ngữ để phục vụ quý vị. Một lời nhắn từ chính phủ Ontario.